dần dứ nhau ra là rất lâu. Nhưng với Spyro, anh ấy chỉ có một mình những khu vực nhà này mà thôi. Còn có cho mình một quả nết trên tay và đã biết rằng đối phương đã ở dưới khu tầng 1 rồi. Nào tấn công nhà với shotgun. Và rõ ràng những khẩu shotgun này nó sẽ là thứ lợi thế hơn. Vâng, một pha thi đấu phải nói rằng phát tiếng nhảy cửa sổ. Và sau đó ngồi lại bắn cho một chiếc X-Step là người bị nấp. Đúng Nhưng rồi. rõ ràng với lượng máu này thì Spyro cần phải hồi lại ngay lập tức. Nào tham minh ném nết. Và quả nết này nổ hay đến từ Spyro. Một pha xử lý phải nói là tuyệt vời đi. Một cái khẩu SRX6 phát hiện ra đối phương ở đâu. Những tiếng táp đang có độ chính xác là khá cao, nửa cái máu bay đi. Và giờ chỉ còn lại khoảng tầm 3% máu thôi. Nó là không đủ khi Bartolin cũng đã phát hiện ra đối phương. Nhưng đáng tiếc rằng không còn cơ hội dành cho Spyro ở trong trận thi đấu này, khi mà EXO họ cũng đã phát hiện ra được anh chàng Spyro. Bây giờ thì với đội hình Mephisto Kill họ còn đó là ba người, nhưng khoảng cách giữa Buddy Curtis cùng người đội đang là hơi xa. Đây rồi, bắn cover là tạm ổn đến Buddy Curtis, nhưng tiếc thay vẫn chỉ tụ cầu thôi. Nhưng Penta đã hoàn thành công với chữ Rune. Cơ hội là đây chứ đâu. Ở lão đã người được cứu lại rồi. Và Vegas sẽ thoải mái tay hơn trong pha thi đấu này, nhưng mà tiếc thay Buddy Curtis lên xe cái lại bị Apocalypse là người bắn nấp. Và bây giờ đội hình bên phía team Suzuki kill họ cũng chỉ còn lại ba người mà thôi. Có một tiếng đẩy lên và đó là bắn tốt hơn đến từ Alao. Toàn những viên đạn vào mồm và sẽ là một đấu ba quá khó dành Apocalypse rồi. Mở cánh nào, hết đạn, thay có kịp hay không đây? Nhấp nhả là khéo leo đến từ vị trí của MT. Bây giờ thì Apocalypse sẽ có thể một pha thi đấu 1v1 với cả vị trí anh chàng. Đó chính là Penta phía bên Suzuki kill. Rồi, bây giờ đối phương rồi, bây giờ thì confirm cho mình thêm một kill nữa. Vậy là 3 điểm bỏ túi dành cho đội hình bên phía team Hào. Quả nết. Thế bên này shoot to kill họ vẫn chưa tìm ra vị trí của anh chàng giờ mắt bị nấu. Ui, pha này góc Penta. Vâng, một pha thi đấu mang tính chất giằng dấp của anh PUBG. Đúng. Cầm nết đứng ở một góc thì đối phương có thể thoải mái xả đạn và ra đi luôn. Và chúng tôi một mình kiểu gì đây khi mà thêm cả Summer bắn vào, nếu mà đó giấu cho hết luôn. Dành cho Cheat My top 14 đội tuyển này. 4 điểm kill đem về sau game thế đầu tiên. Đó tất cả gì Cheat My họ có. Còn với Server Esports cũng đang gặp một chút sự khó khăn, bởi vì Na'Vi họ đang tắp quá sát trong pha thiếu này. Nào Đức Mỹ đang rất gần với khu vực nhà tròi của U3 và đó Đức Mỹ phải nằm xuống. Điểm kill đầu tiên dành cho Na'Vi đến từ đội hình bên phía team Server Esports và thêm cả tài con nữa. Trời ơi, chúng ta mất tận hai người rồi. Nhưng rõ ràng nhìn về cái giao diện ở vòng bò thứ ba, chúng ta thấy đó là một cái sự khó. Và bây giờ thì Summer cũng đang gặp những sự khó khăn, nhưng may quá có thêm cả Shao 2 cover ở góc hứng high ground. Và tạm thời khu vực nhà vệ sinh này vẫn đang cố thủ được đến từ Summer. Plat trả ra là chính xác, thậm chí Hoàng Giai còn knock out thêm cả Zena nữa cơ. Chỉ còn lại bộ đôi Leo cũng như cả Yuri mà thôi. Những lượng đồ trả ra không phải là quá nhiều, và Leo những phát tắp của anh ta không thực sự là quá chuẩn xác, chỉ có khoảng tầm 2 viên đạn trúng người mà thôi. Một câu chuyện khó, một kịch bản khó dành cho Global Shot Access, và thậm chí rằng Leo đã bị knock out bởi Himat. Đây sẽ là cơ hội để có thể kiếm về những số điểm đầu tiên cho Severus. Một cái quãng đường di chuyển và một cái vị trí đẹp không dễ dàng dành cho Tam Quyền khi họ đã phải mất đi đến tận hai người. Và bây giờ thì Foreman họ đang có lợi thế, họ trả đồ ra. Crazy 1-2 đã áp sát với một khu vực tảng đá là cực kỳ đẹp, và trong nhà vệ sinh này vẫn có người, nhưng sẽ là quả nết ở sau nhà vệ sinh và nó chuẩn chỉ đến mức Yuri phải ngã xuống. Rất khó dành cho Global Shot Access ở trong cái tình huống này. Summer sẽ an toàn trong khu nhà vệ sinh mà thôi. Còn với đội hình bên phía team Soul Esports, liệu rằng chúng ta có một điểm kill hay không đây? Vẫn đang táp rất cố gắng đến từ Himat. Và bây giờ thì hãy nhìn xem, tính trả lửa nó không quá chuẩn xác đến từ đội hình bên phía team Global Shot Access. Và nhất là cái tên cuối cùng Zenan. Khó Zenan rồi. Ôi. Bộ tứ bên phía team Frogman cũng đã xong. Hải Saki đang táp trong pha thi đấu này và thôi xong rồi. Zenan đẩy vào trong khu nhà vệ sinh mà không thể làm gì với Crazy. Fakeland, Kurezi có xe. Không biết thằng Jim thì sao. Nhưng mà hình như đó chỉ là một con xe máy mà thôi. Một cái xe máy thì chắc chắn rồi, chả con xe máy nào đủ cho cả 4 người cả. Sẽ cần những cái chiếc ô tô để có thể áp sát vào vòng bo. Trước mắt thì thời gian còn nhiều, họ sẽ quyết định là loot luôn cái hòm thính này đã. Hãy cùng xem hòm thính này sẽ đem lại những khẩu súng gì đây. Bộ đồ giáp 3 đều chắc chắn rồi. Vâng, và đó là một khẩu AUG dành cho vị trí của Fake. AUG Scope X3 rõ ràng là một combo khá mạnh. Trong khi đó thì Sonic cũng đang cực kỳ nhiệt tình trong cái công cuộc kỳ kill. Họ đã có được mạng của anh chàng Nurin. Còn đối với team Hao thì vừa rồi Apocalypse cũng đã bị knock out. Và giờ Mat thì có vẻ như đang là khá xa, và thậm chí rằng có định là bỏ luôn rồi. Chắc chắn phải bỏ. Bởi vì nếu không bỏ thì đội hình bên phía team Hao chắc có khi còn chả có thể mong được về một cái câu chuyện có cho mình điểm hạng. Nhưng bây giờ Mat sẽ đi đâu đây? Trước mặt họ là bộ đội bên phía team Sword Esports đây rồi. Liệu ra khỏi điểm kill thứ hai chúng ta hay không đây? Giờ Mat vẫn đang cố gắng đi dò xem con đường nào sẽ là một con đường an toàn.
và anh ấy quyết định dừng lại cho mình ở một cái gốc cây. Hayasaki đã nhìn ra, nhưng tiếc thay những tơ đạn mới chỉ dừng ở mức đó là cấu máu đối phương thôi. Lượng đạn trên cái khẩu súng mini này của Hải nó hơi ít. Ôi, thậm chí Barry mới 110 viên đạn này thì nó không phải là con số thực sự là đủ an toàn. Chúng ta cùng chờ đợi vào những cái diễn biến tiếp theo. Biết đâu đấy có những cái anh shipper lao thẳng vào căn nhà vệ sinh của Severus thì sao? Lúc đó thì mọi thứ đã trở nên tuyệt vời hơn rất là nhiều. Còn bây giờ đã lao qua, họ bỏ Exo Clan một khoảng thời gian khá là dài. Bây giờ họ quay trở lại để có thể chiếm lại khu vực căn nhà góc 12 giờ này. Rất nhiều lửa cũng như smoke đã được trả vào rồi. Và bây giờ thì Exo Clan chỉ với hai người thôi, họ sẽ xử lý nhau đây. Hai cây men mắp đằng sau, hai cây men xây nối nhưng anh ta không thể nào nối được nổi hai người. Và đó cũng là top 12 dành cho Exo, top 11 dành cho bên phía Team Hào. Và đó là điểm mạng dành cho vị trí của Jim bên phía Team Fake Clan. Vâng. Vòng bo một lần nữa ủng hộ cho chúng ta. Vâng, vòng bo đã ủng hộ chúng ta và chúng ta đang có cho mình một cái nhà vệ sinh. Đúng. Và phải nói rằng sẽ có rất nhiều việc phải làm dành cho vị trí của Hayasaki cùng với cả Himat. Nếu như mà Lumion Sun Gaming họ lao vào Fallen Man thì nó sẽ là những cái thời cơ nhất định dành cho Severus Esports để có thể cày thêm vài điểm kill. Rõ ràng không phải là điều dễ đâu khi mà chúng ta thấy ở trên mặt đồ nhỏ thì Fake Clan họ đang áp sát gần hơn với cả Severus. Còn trong khi đó Dadawa cũng đang gặp khó chịu bởi cả bên phía Team Sonic và đội hình của Thiên Ba. Fake Clan họ đang đứng rất gần với cái khu nhà vệ sinh và họ quyết định là muốn công luôn. Và quả nét trả ra, Hayasaki có lẽ sẽ phải nằm thôi. Lượng máu mất đi từ khi bắt là quá nhiều và không thể nào trụ lại lâu hơn đến từ bộ đôi của Tam Quyền. Một câu chuyện khó khi có một quả nét không hiểu là từ đâu mọc lên. Và đội hình của Team Serious không hề để ý đến điều này. Chúng ta đành phải dừng chân lại ở vị trí top thứ 10 cũng như là giúp cho Fake Clan có một vị trí đẹp hơn. Đầy Chuyết cũng đi ngay sau đó với hạng thứ 9. Một trận đấu trắng tay của Đầy Chuyết. Vâng, có vẻ những đội tuyển đến từ khu APAC ở trong cái trận này đang hơi khó khăn. Còn nhường lại sân chơi dành cho đội hình bên phía Team From G-Man, Sonic, Na'Vi, Fake Clan, Thiên Ba, Luminosity Gaming cùng với đó là New Happy. Phải nói rằng với vòng bò khó khăn như thế này thì tôi không biết nói điều gì cả, bởi Fake Clan họ đông người quá, họ tận 4 người. Đúng. Họ cao vào khu căn nhà của bên phía Team Sonic Sport và nó chỉ là cái nhà vệ sinh mà thôi. Chúng ta chỉ có 2. Còn nếu chúng ta có cho mình 4 người có thể là pha thi đấu song phẳng được. Nhưng mà hơi khó, có lẽ mọi thứ chúng ta sẽ chờ đợi ở những game tiếp theo dành cho Severus Esports. Còn với đội hình Thiên Ba Esports, Bao Bao không còn nữa. Và góc thiếu này cũng đã bị Dadawa Esports nhìn ra. Nhấp nhà đến từ vị trí của anh chàng Indonix. Với pha thiếu tiếp theo thì sao đây? Lửa trả ra có một chuẩn xác, nhưng lượng máu đến từ Indonix nó không phải là quá nhiều đâu. Nhấp nhà là khéo léo dành cho Indonix rồi. Một tình huống Lin Shu bị vị trí của anh chàng Flood bên phía team Luminosity Gaming là người bắn đốc. Thiên Ba rõ ràng họ có 4 người và họ biết đấy là lợi thế của mình khi giao tranh với cả Dadawa. Nhưng vấn đề là từng người một của họ đều phải chết lẻ. Và Dadawa bây giờ mới có cho mình lợi thế. Nhưng khi giao tranh quá nhiều thì cũng sẽ thu hút sự chú ý của những đội tuyển khác. Cái nhà vệ sinh chúng ta để lại cho Fake Clan đẹp thật. Nó quá đẹp trong bò. Chính xác, và thậm chí rằng chúng ta thấy rằng Fake Clan họ còn đang chia ra đó là 4 trụ để được kiểm soát được cái góc 2 giờ của cái vòng bò thứ 6. Còn quay trở lại đi, khu vực đồi khoai tây của Sonic vẫn còn một chút những cái diện tích ở trong một vòng bo và họ sẽ thoải mái thôi. Dadawa thì dừng chân lại ở top thứ 8 rồi khi với hai người thì gần như không thể nào trụ lại lâu hơn. Kịch bản không giống với cả đội hình, chính xác là không khác đội hình Serus là bao nhiêu cả. Còn đối với cả New Happy, một trong số đại diện cũng đang gặp khó khi họ sẽ phải leo đèo để vào bo. Nhưng họ làm sao để có thể leo được khi trước mặt họ đang là Foreman đây. Rất nhiều người đã phải ngã xuống rồi, thậm chí rằng U3 của Na'Vi còn đang bắn chéo sang ở khu mạng sườn nữa cơ. Và New Happy dừng chân lại ở top thứ 7. Họ không hề có cho mình bất kỳ điểm kill nào cả. Fake Clan với cái tứ trụ của mình, họ đang gây ra sức ép đối với cả bên phía team Lumion City của mình. Nét trả ra không quá là chuẩn xác, những quả nét thứ hai, cơ hội thứ hai dành cho Gustav thì nó sẽ như thế nào đây? Nó nét là tuyệt vời. Một quả nét lọt khe UAT và sau đó kết liễu đi Staker cùng với khiến cho Flood là người phải nằm xuống. Và bây giờ thì Thiên Ba lại là người liếm về cái điểm kill này. Rất khó chịu đến từ vị trí 77. Swimzy knock out thêm của vị trí Faker. Gustav cũng đã ra đi rồi. Và đó đội hình bên phía team Luminosity Gaming với kích sát phải rời cuộc chơi. Một tình huống chiếc xe đã nổ. Mạ gục vẫn thuộc về bên phía Thiên Ba Esports, mặc dù chỉ còn lại cho mình đúng một người mà thôi. Lượng đạn gần như đã chuẩn bị hết đến từ vị trí 77. Bây giờ thì vòng bo vẫn đang out ra khỏi vị trí của anh chàng 77. Bởi vì chỉ cần chạy thêm một chút nữa thôi là sẽ đi. Và đó là mạ gục đến từ đội hình bên phía team From G-Man. Điểm kill thứ 8 dành cho 4AM rồi. Đều là con số 30, nhìn không một chút thôi. Đó đội hình bên phía team Na'Vi, vài phần trăm thôi. Còn Fake Clan thì đó là 5% dành cho Jimzy. Nhưng với góc đứng của Jimzy bây giờ, anh ấy tạm thời vẫn chưa bị ai sờ mó vào cả.
Còn với đội hình bên phía Team Fakeland, đó là viên ốp nó quá là khô công khốc đi đến từ Mìm. Kinh khủng quá. Chúng ta không được nhìn, chúng ta chỉ nghe thôi. Quảng một phát thấy Dìm chết. Ui, sợ thật. Thực sự là sợ. Phòng em không còn bận tâm những tiếng công nhau đội hình bên phía nào vì nữa họ đang muốn bắn nhau với các thuyền bên Sonic. Nhưng Shinji trên tay lại là một khẩu gỗ ra, nhưng tiếc thầy Quang Gia là người xử lý tốt hơn trong pha thi đấu này. Nằm xuống ngay lập tức đến từ Shinji và chắc chắn không thể làm gì được đến từ đội hình bên phía Team Sonic. Chịu một ít những lượng đam của vòng bo. Xin smoke đến từ đồng đội. Xin nhưng để làm gì khi mà sao hai bắn một viên vào đầu mèo mình luôn. Thế thì chịu, thế thì đen thế quá. Thế thì chịu rồi, đúng là thế thì chịu. Rồi, sao hai mắt quá tinh. Mặc dù smoke cũng đã có rồi nhưng tình huống đó Na'Vi vẫn phải để mất người. Đúng vậy. Và bây giờ liệu rằng sao hai có thể làm thêm được mấy mạng cục đây? Rút ra cho mình đó chính là khẩu MK12 và táp vẫn chưa được đến từ sao hai. Quyết định ra lùi về mà thôi nhưng Alia knock out the crazy. Và bây giờ đội hình bên phía Team Sonic họ sẽ làm gì trong pha thi đấu này? Họ mất người, họ mất Tingle Turn. Họ mất Tingle Turn và khu vực nhà vệ sinh của Edwin cùng với đó là Mim thì nó không phải là quá đẹp đầu. Mặc dù đã có rất nhiều smoke được trả ra nhưng liệu nó có là đủ nổi hay không đây? Đổ thêm một lần nữa được ném vào và bây giờ Sao Hai đã phải ngã xuống rồi. Cơ hội dành cho Na'Vi khi họ là đội tuyển có lợi thế hơn về người. Hãy cùng xem Na'Vi xử lý ra sao đây khi mà đội hình của Fireman còn đang phải tập trung bắn bên phía Team Sonic. Một đội tuyển đang phải đổ xuống những góc đứng thấp hơn và chỉ còn lại mình Mim mà thôi. Fireman bây giờ còn lại đúng một người và Sonic cũng đều tương tự. Na'Vi họ đang lật ngược lại được tình thế. Mim đã cố gắng trốn trong làn khói này để có thể tìm ra một góc bắn cho riêng mình. Nhưng họ chính xác là anh chàng ấy phát hiện ra Alia nhưng không thể nào qua khỏi họng súng của XMPL. Và cuối cùng thì Sao Hai cùng với đó là Hoàng Trai thì xử lý ra sao đây? Lửa ném vào là quá chuẩn xác, không thể cứu lại được Summer. Và thậm chí rằng Hoàng Trai chỉ còn lại khoảng tầm 20% máu mà thôi nhưng vẫn có thể knock out U3. Một phép một giữa XMPL cùng với đó Hoàng Trai. Và liệu rằng Hoàng Trai có thể làm được không đây? Vì chiếc XMPL vẫn còn cho mình nói tận 3 quả lửa cho pha thiếu này. Bây giờ quyết định là ném lửa rồi. Một ôi, quả bò đốt. Vòng bo tới, ui đau quá, Hoàng Trai sẽ ra đi. Và đó top 1 gọi tên Na'Vi. Vâng, bất chấp câu chuyện đó là AI đã dự đoán đến tận 4% cơ hội thắng dành đội hình bên phía Team Frogman.